Kênh Zippo Gò Vấp xin kính chào anh em đam mê ạ. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu mô tả chi tiết của chiếc Zippo được đựng trong hộp nhựa đen chính hãng như thế này. Và bên cạnh đó thì em cũng sẽ báo giá cụ thể đến với anh em luôn nha. Những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên á, thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có ở trong kênh của em nhiều hơn. Dạ, và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Zippo ngày hôm nay. Một chiếc Zippo ngày hôm nay là một chiếc HB bóng nha anh em. Cốt đồng mạ chrome HB bóng, nên là anh em nhìn bề mặt của nó rất là bóng loáng luôn. Như thế này, rất là đẹp. Và chủ đề của nó thì là chủ đề về thế vận hội mùa đông lần thứ 16. Và anh em cứ bấm lại vài giây để mình đọc hiểu hơn về nội dung về cái chủ đề này nha. Em có ghi ở trên màn hình á, thì anh em cứ bấm lại. Và chủ đề của nó thì rất là đẹp luôn, một biểu tượng về thế vận hội mùa đông. Ở dưới này thì có 5 vòng tròn, có 7 sắc màu. Đây, trên này giống như là vượt bóng và những giống như ngọn lửa luôn ạ, rất là đẹp. Và thêm tìm hiểu thì nó có 64 đội tham gia và được tổ chức ở Pháp. Đây, rất là đẹp nha anh em. Và chiếc này thì nó dường như có nét khắc rất là mảnh, sau đó nó đổ sơn lên. Em đang zoom lại gần thì anh em sẽ thấy rõ hơn. Và đây, rất là tuyệt vời ạ. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 1991 nha anh em. 7 La Mã tháng L là đây, 7 La Mã tháng L. Và nó tổ chức, dường như nó tổ chức trước một năm để kỷ niệm năm 1992 là có thế vận hội mùa đông trước một năm. Dạ, em về với tình trạng là máy mới chưa lên lửa và hộp nhựa đang kèm theo, hộp nhựa chính hãng. Anh em nhìn nè, cái cạnh viền mở, cạnh viền bản lề của nó nè, bản lề năm cháu rất là đẹp. Khép kín nè, cạnh viền ở trên cạnh viền nắp thì bóng loáng luôn, quá là tuyệt vời. Cạnh viền mở nắp. Chiếc này thì là chiếc HB bóng, nó có những xước tơ lông mèo rất là nhẹ. Em đang zoom lại á để anh em có thể thấy rõ ràng hơn. Nhẹ lắm nên là khi mà em để cắt góc cạnh anh em khó thấy lắm, như thế này anh em sẽ nhìn không ra được. Tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị và bên em thì lúc nào cũng mô tả rất là cẩn thận và quay rất là kỹ để anh em có thể cảm nhận trực tiếp trong clip này luôn, nó rõ ràng hơn. Và anh em muốn chốt chiếc này á thì mình có thể liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc Zalo, em có ghi sẵn ở góc dưới màn hình. Và anh em ngại gọi thì mình cứ nhắn Zalo cho em. Ngoài ra thì bên em ngoài chuyển khoản thì bên em còn có thể là ship code nha anh em. Và ship code có nghĩa là nhận hàng kiểm tra xong rồi mình thanh toán à, nên là giao dịch bên em rất là dễ dàng. Và những anh em mà chưa có tin tưởng về sản phẩm bên em á, Zippo bên em, thì anh em cứ theo dõi kênh của em nha. Mặt trước của nó đây, tại vì những dòng HB bóng mình phải rất là cẩn thận à. Rất là đẹp luôn, về một cái chủ đề thể thao cũng có giá trị sưu tầm. Âm nó hay nha anh em. Anh em nghe nó keng keng á. Âm rất là hay, âm này là âm riêng của hãng, tại vì mỗi chiếc Zippo thì nó sẽ có mỗi tiếng âm khác nhau. Bên trong lòng vỏ quá là đẹp. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy rõ cái bản lề trên của nó. Đây, bản lề trên hai đường gạch sọc rất là mảnh nè. Rất là đẹp nha anh em. Còn về phần chiếc ruột của nó là một chiếc ruột thép tháng G, cũng được dập 7 La Mã là năm 1991. Và chiếc ruột này được dập rõ năm nha. Và vỏ ruột trùm năm, khác tháng là chuyện bình thường. Một chiếc ruột thép quá là đẹp.
Tại vì giai đoạn này là đa số là anh em sẽ thấy là ruột mờ, nhưng mà ngược lại ở chiếc này thì nó lại là ruột rất là rõ năm luôn. Đây, cái buồng đốt đây. Bên trong buồng đốt của nó nha anh em, lưỡi gà vuông, hai bên mép có chặt góc, tim có dây đồng, bánh xe zin. Rất là bán lửa tại vì nó còn mới. Chốt tán nó còn xanh nhẹ đây ạ. Chặn xăng và ốc đá. Và chiếc Zippo năm 1991, chủ đề về thế vận hội mùa đông lần thứ 16. Thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 1,5 triệu nha. Có giá là 1,5 triệu năm 1991. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ bao phí ship cho anh em và tặng kèm anh em một bịch đá đỏ linh kiện. Và chiếc này mình sưu tầm rất là hay ạ, và có thể mình làm quà tặng cũng ok, có ý nghĩa theo thời gian. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em trong thời gian qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.